Алло. Доброе утро, мистер Майк. Доброе утро. Так, как у вас дела? Спасибо, хорошо. Хорошо. Ошибаюсь. Что вы спрашиваете? Что вы сказали? Как ты поживаешь? Как я поживаю? Как я поживаю? Поживаю, как все. Так, да, живем, работаем, едим, спим. Да, едим, спим, гуляем по утрам. Кофе пьем по вечерам. Вот так. Так, хорошо. Спасибо. Như vậy là theo tinh thần như là bác đã gợi ý, tức là chúng ta sẽ cần phải đi nó cơ bản một chút, phải không ạ? Để tạo cái điều kiện gọi là nhớ lại các kiến thức Để cũ. lại nó dài. Vâng. Thế thì theo em nghĩ thì là những cái phần cơ bản quá, ví dụ như là bảng chữ cái rồi là một số cái nó quá đơn giản thì chúng ta sẽ bỏ qua, mà chúng ta sẽ đi vào một số cái cấu trúc cơ bản luôn, phải không ạ? Đấy. Và trên tinh thần đó thì chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại cái các cách trong tiếng Nga. Đấy là cái cơ bản nhất về cái vấn đề ngữ pháp. Mà trong khi nói chúng ta cần phải biến đổi sao cho nó đúng, phải không ạ? Tạc. Хорошо. Thế thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ bắt đầu đi quay trở lại một chút, lùi lại một chút từ những cái kiến thức cơ bản. Cái cấu trúc cơ bản đầu tiên đó là cái cấu trúc cách 4. Cấu trúc cách 4 khi người ta đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi, hỏi tên. Ví dụ như là câu hỏi tên thì tất cả các những người mà được hỏi tên thì thông thường là ở cách 4. Em cứ dẫn giải như thế cho nó dễ hiểu ạ. Đấy. Tương tự như và tương tự như cái cấu trúc hỏi tuổi thì những người được hỏi tuổi phải ở cách 3. Đó. Thế vậy thì đây là cấu trúc hỏi tên. Cấu trúc hỏi tên thì tất cả những người được hỏi tên là ở cách 4. Đấy, nói là như vậy. Tại sao nói như vậy? Bởi vì là trước hết là trong cái cấu trúc hỏi tên này thì cái cấu trúc đầu tiên mà chúng ta thường gặp đó là với các đại từ nhân xưng. Nhân sinh Đây là các đại từ nhân xưng đó. dễ Đại từ dạ ya thì nó biến thành mi nhà. mỹ nhờ Bác đợi em một chút nào, có hỏi gì đó. Tạc, như vậy là gì? Cấu trúc để hỏi tuổi hỏi tên thì là chúng ta phải biến đổi tất cả những cái đại từ nhân xưng sang cách 4. Thì em nghĩ rằng là cái cách biến đổi của đại từ cách 4 chắc là bác chưa quên. Ya nhớ mình nhớ thì mình thành nhớ mi nhà đấy. mi nhà là Tươi. trong âm thứ hai đúng không Mi nhà, vâng ạ, mi ạ? nhà, Mi mi nhà nhà đấy, mi nhà. nè Tươi thì thành chi bẻ, chi bẻ. chi bìa chi Và bìa ô thì thành yê vô. yêu Anna, vô Anna thành yê dỗ, yê dỗ. yêu À, yêu yê dỗ. Đấy, anh nhi thì thành ích, ích đấy. yêu yêu Ở đây trên thực tế ở đây là gì? Những cái câu cơ bản nhất thì người ta lại bỏ qua, đấy, bỏ qua đó là gì? Mươi, mươi thì thành là nas. mưa thì nass Mươi thành nas đấy. nass Nas. vui thì Vui thì thành vas đấy. Trên thực tế chúng ta sử dụng cái câu các vas ra vút rất là phổ biến đấy. Các vas ra vút. Đó. Thế vậy thì đây chính là những cái cấu trúc, đây là những cái đây là những cái đại từ nhân xưng được chuyển đổi sang cách 4. Trên thực tế thì những cái đại từ này chuyển đổi sang cách 4 nó không khó khăn lắm. Em có thể nói hơi chậm một chút, hơi chậm một chút để gọi là không để cho bác dễ nghe. Đó, bởi vì cái tính của em là em hay nói nhanh, nói rất là nhanh. Đấy, đó. Tạc, như vậy ở đây là các đại từ ở đại từ nhân xưng ở cách 4. Thì cái câu của nó là thông thường nhất chúng ta thường hỏi đó là các vát gia vụt, đúng không ạ? Các vát gia vụt, các vát gia vụt là ông bà tên là gì, phải không ạ? Anh chị tên là gì? Các vát gia vụt, các vát gia vụt. Thực chất cái từ gia vụt này Từ vút này động là từ. chia cách ba số nhiều là nó ẩn từ a nhi không thể Không, em đang muốn nói là gì ạ? Cái từ gia vút này nó là một động từ. Thực chất và nó một bản từ bản đấy thân nó là động từ, và cái động từ ra vút này nó xuất phát từ cái động từ giơ vạch. giờ vào Giơ vạch đã, động từ giơ vạch, động giờ từ giơ giờ vạch, vi u được không nhỉ động từ giơ vạch. Thì động từ giơ vạch này nó chia như thế nào? Ia giờ ra vi vù, u ra vù, giờ giờ vu ia ra vù, vâng ạ.
Yazavu chibya saboy. Đấy. À đây là gì? Là em gọi anh đi theo em. Đấy. Đó. À đúng không? Đó. Thì cái câu này vốn nếu sử dụng nó như một động từ thì nó sẽ ở cái tình trạng là gì? Nó như bất cứ một cái động từ nào khác, nó là vị ngữ. À phải không ạ? Nó là vị ngữ và chủ ngữ thì nó là một cái đại từ nào đó ở cách một. À, chúng ta nhớ lại là gì? Đã là chủ ngữ thì phải ở cách một, phải không ạ? Đã là chủ ngữ ở cách một. Đó. Yeah, Cho nên là đây là gì ạ? Thì là đại từ ở cách một, nó làm chủ ngữ và nó chia cái động từ này là gia vụ, gia vụ theo ngôi thứ nhất. Và cái bổ ngữ này thì nó là cách bốn, phải không ạ? Bổ ngữ cách bốn. Đó. Thế thì tươi thì sao? Ví dụ như là cậu gọi tớ đi theo chẳng hạn. Đấy. Tươi. Tươi Javios. Javios. Đấy. Javios. Javios Mi nhá. Javios mi nhá. S Sơ sa bồi đấy. sa bồi Chúng ta đọc liền hai chữ sờ vào là sa một đấy. Sa bồi. sa À, bồi chúng ta không sa đọc bồi sờ sa bồi mà đọc luôn sa bồi đấy. Tươi Javios mi nhá sa bồi đấy. sa bồi Mi nhá sa bồi. mi À, nhá thì sa chúng ta bồi nhìn thấy đây là cái ngôi ngôi đây là động từ, đây là gì ạ? Là tươi Javios đấy, tương tươi tự như vậy. Javios À nếu mà ôn thì sao? Ôn ôn Javios ôn Javios đúng không? À ôn Javios. ôn Javios À ôn mươi Javios mươi Javios mươi Javios Javios phải không ạ? Mươi Javios. À đó, vui. Javios À chế vui thì là Javios chứ, Javios chứ. Thế và Ani thì sao ạ? Javut Ani. À đúng không? Ani Javut Javut. À thế thì bây giờ chúng ta mới đến đây, chúng ta mới nhìn thấy cái Javut này nó chính là cái dạng này, phải không ạ? Nó chính là cái dạng, nó chính là cái dạng Javut ở đây đúng không? Đó. À thế vậy thì chúng ta biết là trong tiếng Nga, nếu như người ta để động từ ở ngôi thứ ba mà không có đại từ, phải không ạ? Không có đại từ. À chúng ta nhìn thấy đây là động từ chia ở ngôi thứ ba số nhiều. À đúng không ạ? Động từ chia ở ngôi thứ ba số nhiều thì nó trở thành một cái câu vô nhân xưng. Thế nào câu vô nhân xưng ạ? Câu vô nhân xưng là câu không có câu không có chủ ngữ đúng không? Hay người ta còn gọi là câu chủ ngữ bất định. Các Chủ ngữ bạn không xác định, chủ ngữ chủ không xác ngữ không xác định. định phải không ạ? Chủ ngữ không xác định. Nè. Đấy, chủ ngữ không xác định thì dịch sang tiếng Việt là gì? Câu có Người chủ ta ngữ không gọi, xác định là người ta gọi đấy. người ta À gọi thế vậy bạn thì là đúng bạn rồi. là Thế thì như vậy cả à, cái như thế nào là tên gì cái đấy. vừa rồi chúng ta giải thích lòng vòng đó là để chúng ta giải thích cho cái ý nghĩa của cái từ này đấy. Đấy. Các Các Vassavu có nghĩa là người ta gọi tên bạn là gì, phải không ạ? À đó, đó. Tất Thế nhiên vậy thì mày. chính vì vậy cho nên mà ở đây là gì? Do là cái chủ ngữ bất định, tức là gì? Cái chủ ngữ đây nó là vị ngữ, thì vậy thì cái vas này nó là bổ ngữ. Bổ ngữ thì ở đây nó ở cách 4. Cho nên là ở trong tiếng Nga ấy, người ta giải thích rằng là gì? Là câu mà hỏi tên thì nó là dùng chủ ngữ, câu dùng chủ ngữ bất định, và cái người được hỏi thì là nó là bổ ngữ, và cái bổ ngữ đó ở cách 4. Đối với chúng ta thì cái ý nghĩa, cái cách sử dụng của đại từ nhân xưng ở cách 4 nó đơn giản rồi. Nhưng mà nó khó đối với người học, đó là gì ạ? Đó là khi mà chúng ta dùng danh từ để hỏi. Ví dụ như là mẹ của cậu tên là gì? Đúng không ạ? Mẹ là gì ạ? Mama. Mama. Đấy. À thế bây giờ mama. Thế mà cái câu Javut thì lúc nào nó cũng là thế rồi, đúng không ạ? Javut lúc nào nó cũng là thế này rồi. Bởi vì sao? Nó là câu bất định mà, phải không? Và câu câu có chủ ngữ bất định. Đó. Thế thì cái câu câu hỏi là các Các mama mamu ra Javut. vụt. Đấy. Vậy 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 thì chúng ta đã biết rằng là hỏi tên ai thì người đó ở cách 4. Vậy ma ma chuyển sang cái 4 sẽ là ma mù. Đấy, ma mù. Mamu ra vụt. À đúng không ạ? Thế bây giờ bố cậu tên là gì? Bố cậu tên là gì? À chúng ta có từ bố là gì? A chết, đúng không ạ? A chết. Ajesu. À đúng không ạ? Thế vậy thì chúng ta có từ a chết. Asu, Chết. asu, À đúng không ạ? Vâng. Thế thì chúng ta nhớ lại là danh từ asu. ở cách 4. Nếu danh từ là danh từ giống đực và tận cùng bằng một phụ âm thì chúng ta thêm đuôi a, đúng không ạ? À thế bạn, vâng ạ, ở đây là do là cái âm e này âm thừa, người ta bỏ đi. À vâng ạ, các ạt sát ra vụt đó, các ạt sát ra vụt. Vậy thì chúng ta nhớ được một câu là gì nào? Danh từ ở cách 4 mà tận cùng bằng phụ âm sẽ xem đuôi a. Thế
chúng ta sẽ cùng cùng nhau làm một cái câu là bạn của cậu tên là gì? À, bạn là gì ạ? Druk phải không ạ? Các Druk. À, đây Các là vaya dao. vô Vâng ạ. Các vaya vô druk là Vâng, đây là gì ạ? Các vaya vô druk là dao vô. À, các vaya vô đúng không ạ? Vaya Vaya vô. Đấy, vô vaya vô. druk là À, đúng không ạ? Thì đến đây thì chúng ta lại dính đến một cái gì nữa? Sự biến đổi của đại từ sở từ hữu sở sang cách hữu. 4. À, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đại từ sở hữu sang cách 4 nó biến đổi như thế nào. Đại từ sở hữu gồm có các đại từ môi, tờ vôi, phải không ạ? Gì nữa? Môi, tờ vôi, sau đó là gì ạ? Nash, Nash, Nash đấy, Vash Nash đấy, Vash, đó. Thế và ba cái đại từ yevo đấy, Vash yeyo, yeyo và if thì nó không thay đổi. À, Yeah. thế cho nên là ba cái đại từ này thì chúng ta không cần phải quan tâm lắm đến nó đấy. Ba cái đại từ ở dưới này, phải không ạ? Ba cái đại từ yevo, yeyo, if này nó không thay đổi, theo cách, theo giống, theo số và theo cách, lúc nào nó cũng là như thế đấy. Đó, thế vậy thì chúng ta chỉ cần biến đổi những cái đại từ trên này thôi. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi một chút. Môi, môi là giống đực. Khi sang cách 4 sẽ Cái bốn là mày mai vô ye mày vô. vô Mai ye vô. à mày vô Mai ye vô, đây nó sẽ thành mai mày vô. vô Đây. mày Mai vô ye vô. Từ mày vôi thì vô nó sẽ thành là tập từ bay vai vô ye vô. Từ vai ye vô đúng không ạ? Nash thì nó thành là nó na sẽ vô she vơ đấy, na she vơ nó sẽ đấy, vô na nó she sẽ vơ, vô na she vơ. Đó, na she vơ. Thế và vá thì cũng tương tự như vậy, thế thành là nó sẽ va vô she vơ, và sẽ vô va she vơ đấy, đúng không? Đó, như vậy thì trên thực tế ở đây là gì ạ? Trên thực tế ở đây thì nó là đối với các danh từ giống đực thì như vậy. Thế bây giờ đối với các danh từ giống cái thì sao? Giống cái ở cách 1 thì nó là gì ạ? Mai giả, mày à đúng không? Mai giả. mày Thế và à gì? Từ tụi vai bay giả, à từ tụi bay vai à giả đấy. Đó, thế và nasa, nasa, nasa vasa, vasa vasa. Đó, thế bây giờ vasa nó biến đổi như vasa thế nào sang cách 4 ạ? Chúng ta biết rằng cách 4 là có đuôi u, phải không ạ? Thế vậy thì tương tự như vậy là đại từ sở hữu nó cũng sẽ có đuôi u. Maya mỗi thì thành mày mayu, mayu u phải không ạ? Maya thì mayu. Từ vai mày giá, u vai u từ vai dù, tạc nasa, na su, nó xuống nó xuống nasa, na su đúng không? nó Vasa, nó xuống bắt thì va su, đúng không? nó xuống Đó. dạ Thế bây giờ đó là gì? Đó mới là giống cái thôi. Thế bây giờ còn số nhiều thì sao nào? Số nhiều cách một nó sẽ có dạng mai gì? mày Từ vai vai gì đấy? nó Từ xuống vai gì? Phải không ạ? dạ Nashi, nó xuống nashi đấy, bắt nashi, vashi đấy, bắt xuống vashi. Tạc. Chúng ta sẽ để một cái dấu như này để cho nó cách ra. Đó, đó. Tạc, cái dấu này của chúng ta cách. hỏi thêm một tí có được không ạ? Vâng, thế bác cứ hỏi ạ. Cái chữ Na Sư thì có một số hồi xưa giáo viên đọc là Na Sư thì thế nào thầy? Không ạ, không có nashi đâu ạ. À Na Sư, Na Thông Sư, thường Na chúng ta học Sư. là nashi, nashi. Vâng. Cái Na âm Sư. này nếu mà gọi là cái âm ư thì trên thực tế thì là các thầy cô giáo Việt Nam tuân theo một cái nguyên tắc là gì, là âm i đứng đằng sau sh bị Hay đọc đọc thành cứng, ư. bị đọc cứng Đây thì nó thành ư ạ. đây. Vâng, Đây. đọc cứng thành ư ạ. Nhưng trên thực tế thì nó không đến nỗi cứng đến mức độ như thế để nghe rõ ràng rằng nó là ư ạ. Na Thế sư, mà chúng na ta có sư. thể nói là gì, nó cứng hơn âm i một chút thôi đấy. Na Chúng ta sư, có thể nashi và ta nhìn shi này. đấy, Na đó, sư, ta nhìn này. nashi và shi. Trên thực tế thì tất cả các file phát âm của Nga nó đều nói là nashi và Na shi, chứ không nói na sư, sư và sử đấy. dạ. Đó, nghe thấy nó cứng Dạ, quá phải không ạ? Đấy, dạ, đó. dạ. Bác hỏi như thế là rất đúng đấy. Thế bây giờ chúng ta có cái âm có cái đại từ mai y là số nhiều, khi sang cách 4 nó thành là mai y. Mike Đúng rồi. Từ vai, từ Vaik vai y Ik đó. Và Nasik na, Nasik sĩ, Sik na Vasik sĩ và sĩ. Vasik Đó. Thế vậy thì đây là cái bảng biến đổi. Người ta gọi là đây là cái bảng biến đổi đại từ sở hữu từ cách 1 sang cách 4. Đó. Thế và chủ yếu là người ta sử dụng là gì? Ba cái giống này.
À, ba cái form này. Form thứ nhất là giống đực, form thứ hai là giống cái, và form thứ ba là giống chung đấy. À, xong form thứ ba là số nhiều ạ. Form thứ ba là số nhiều. Cho nên là chúng ta chỉ cần nhớ được chắc chắn ba cái form này thì chúng ta sẽ biến đổi rất đúng các đại từ sở hữu ở trong cách 4 trong các Giống câu. đực, Vâng ạ. giống chung đã đổi như nhau đúng thầy nhỉ, À, giống vừa được sang giống nghe nhau chung thì nó đúng đổi như nhau ạ. Vâng ạ. và Cho đổi nên người nhau ta giống được giống chung đổi như nhau. À, vâng nhưng mà vấn đề ở chỗ như này bác ạ. Vấn dùng đề ở mày chỗ như này. ô môi là À, mày ô vâng ạ. À, vấn đề ở chỗ như này ạ. À, danh từ giống chung thông thường không chỉ người, không chỉ động vật, phải không ạ? chủ yếu là chỉ động vật À, không chỉ người, không chỉ động vật. vâng. À, mặc dù trên thực tế là có một danh từ chỉ người và có một danh từ chỉ động vật. À, ví dụ như là cái loài động vật có vú, thì nó là một danh từ giống chung, nó là Melecapitayusheae. Melecapitayusheae là gì? Là loại động vật mà uống sữa đó. Thì cái từ đó là từ giống chung và nó chỉ động vật. Thế còn cái danh từ chỉ người là cái từ Nichiro là chỉ em bé, thì đó là một danh từ giống chung và nó chỉ em bé, có nghĩa là chỉ người. Nghĩa là đó là những trường hợp nó đặc biệt, chúng ta không cần quan tâm lắm đến nó, phải không ạ? À, Đã thế vậy thì ý em muốn nói là gì? Nếu như danh từ giống chung không chỉ động vật, không chỉ người, thì nó không biến đổi, phải không ạ? Nó giống như ở cách một, phải không ạ bác? Bác có hiểu ý em nói không ạ? Bây giờ đã em sẽ nói ví dụ như này nhé. Danh từ giống chung là mayo, mai à, rồi tvayo, đúng không ạ? tôi hiểu À, và nase, sẽ nase nó và sẽ sẽ đấy, và sẽ đấy. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ đấy là do là nó không chỉ người mà nó chỉ bất động vật. Nếu mà chỉ bất động vật thì ở cách 4 nó không thay đổi, có phải không ạ? À, nó không thay đổi, cho nên là nó vẫn là mayo, chứ nó không thể là mayo vô tvayo vô nasivo vasivo được, đúng không? À, các bạn ạ, vậy thì nó vẫn là dạng cách 1, nó không thay đổi, cho nên người ta không đưa nó vào đây. À, bác có nhất trí thế không ạ? Bác đã hiểu ý em nói chưa ạ? Cái gì mày cũng À, hiểu rồi đấy, tôi yes. À, có nghĩa là gì? Là danh từ giống chung không chỉ động vật và không chỉ bất động vật. À, không chỉ người và không chỉ người và không chỉ động vật. Cho nên là khi nó chuyển sang cách 4 thì nó vẫn giống như ở cách 1. Tức là nó không thay đổi, nó không có cái dạng là mayo chuyển thành mayo được. Mayo nó vẫn là mayo, từ vayo vẫn là từ vayo đấy. Nase vẫn là vase, à vẫn là nase, vase vẫn là vase đấy. Nó vẫn tạp đấy. Nó vẫn tạp. Đó, thế vậy bây giờ chúng ta có cái bảng này. Cái bảng này nó sẽ giúp chúng ta, hỗ trợ chúng ta là cái cách biến đổi khi mà chúng ta muốn đưa nó vào trong trong câu. À, đó, thế là chúng ta để ý cái câu, để ý cái câu, để ý cái câu của chúng ta. Tạc, chúng ta có cái câu như này: các ạt xác ra vụt. À, bố cậu tên là gì, đúng không? Bố cậu tên là gì? Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? À, đây có cái đại từ tvôi khi sang cách 4 là gì? Thành tvayevo, đúng không? vayavo Đó, tvayevo. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển đây thêm vào đấy. Các ạt xác ra vụt, các tvayevo ạt bố xác ra vụt, đúng không? asa ra vụt À, các từ vay vô đủ gà ra vụt đấy. vayavo asa ra vụt À, đã đã thế. Và chúng ta biết rằng là mẹ của cậu tên là gì? Chúng ta biết rằng là mẹ của cậu, mama, thành ma mù là đuôi u, thì cái từ vay u nó sẽ chuyển thành từ vayo vay u, các từ vay u vai mà má mù mù ra vụt, phải má không ạ? mù ra Các từ vay u mà mù ra vụt đó đó. Thế thì bây giờ để luyện tập thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một vài cái ví dụ đấy, làm một vài cái ví dụ. À, chúng ta em sẽ làm một cái bảng trắng như thế này đó, một tạc, và bác sẽ dịch giúp em một vài câu đấy. À, chúng ta có câu student, student đấy, student. Nhưng student. bác dịch giúp em câu là cậu sinh viên của anh tên là gì? Các gia vút, Các tvai mu các gia vút, tvai mu tờ vai vua tay sorry đấy. tvai Tờ vai vô vo stu student ta. stu dienta Student, khi sang cách 4 thì thêm đuôi a, à, là phải không ạ? Các gia vút tờ vai vô student ta. À, thế bây giờ chúng ta sẽ có từ u chi triển. À, bây giờ bác dịch cho em câu là thầy giáo của cậu tên là gì? Các gia vút các giờ vốn tờ vài vô tờ vai vô u
Ủa trí chân lý à? Uchi chen lẻ, Lý đúng không? à? À, uchi chen lẻ. À, thì chúng ta biết rằng là nếu danh từ tận cùng bằng một phụ âm cứng ở cách 4 sẽ thêm đuôi a. Và nếu danh từ tận cùng bằng một phụ âm mềm thì ở cách 4 sẽ thêm đuôi ya. À đó, nhớ như vậy à? Đó. Thế thì chúng ta sẽ có câu là chúng ta sẽ có một từ là dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ là ông chú phải không ạ? Dạ dạ. Thế bây giờ bác hai hỏi giúp em là ông chú của cậu tên là gì? Khác giờ vụ Các gia vũ. tập tập bài giờ võ giải À, diện tờ vai gì vua? võ À, tờ vai giải gì? diện À, tờ vai gì tập bài vua? giờ Đúng không? võ tập bài giờ À, chúng ta có võ từ gia dạ, đúng không? diện Gia giải dạ ở đây. diện À, giải các diện gia vũ tờ vai gì vua? Gia dạ chúng ta biết rằng danh từ giống cái nếu mà cách 1 là đuôi a thì sang cách 4 sẽ có đuôi u. Phải không ạ? Ồ. Nhưng mà nếu danh từ giống cái cách 1 có đuôi ya thì sang cách 4 sẽ có đuôi iu. Iu phải không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy danh từ gia dạ là một danh từ giống đực nhưng mà có đuôi giống danh từ giống cái, vậy thì nó phải là gia diu. Đây là Giá gia nhiều diu. Đó. Thế vậy các thì phải gia nói là gì? vật Các vay gia vũ vốn tờ vay vô gia vay diu. vốn Gia vay diu. vốn giá nhiều Gia diu đấy. Các gia vũ tờ vay vô gia diu đấy. Đó. các gia vật À, tờ các vay vô gia diu đấy. Các gia vật vũ tờ vay vô gia vay diu. vốn giá nhiều À đó, thế bây giờ chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có từ papa. Papa. Papa là một danh từ giống đực nhưng mà có đuôi giống danh từ giống cái, phải không ạ? Bác hỏi giúp em là bố của cậu tên là gì? các gia vượt Tờ vay vô. vay vô papu à À, pa pu. À, papu pa sorry pu, papu phải không chứ ạ? À, không ở đây chúng ta nhìn thấy là gì sorry ạ? Nếu danh từ có đuôi A thì sorry phải thành U đấy. Ia thì thành iu đấy. Đó. yeah À đó, cái bảng biến đổi của nó như vậy đúng không? Đó. À tạc. À đó. Các gia vũ từ về vô pa pu đấy. Pa pu. Tạc khá show. À thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang giống cái. Giống cái của chúng ta là gì? À chúng ta sẽ có từ mama. Mama. À bây giờ mẹ của cậu tên là gì? Các gia vũ từ vai yu. Các gia vũ từ vai yu mama thì thành gì ạ? má mù Thành má mù đúng không? Các gia vũ từ vai yu mà mù đúng không? Đó. À thì bây giờ chúng ta sẽ có từ sistra. Sistra. Sistra là chị em gái đúng không? Chị em gái. Bây giờ ba hỏi giúp em là em gái của cậu tên là gì? các sơ vượt tờ vai À, sistru đấy. Các gia sistru vút và yu sistru đấy. sistru À, ta khrasho. Thì bây giờ chúng ta có từ babushka. À, bà của cậu tên là gì? các gia vụt tờ vai của babushku Babushku đấy, babushku. À, đó thì chúng ta biết rằng là gì? Là danh từ có đuôi a thì thành u đấy. À, thì bây giờ chúng ta có từ dedushka. Dedushka là một danh từ giống đực nhưng mà lại có đuôi a. Vậy thì hỏi, ông của cậu tên là gì? các gia vụt tờ vai ở vô ở dưới À đúng rồi ạ. Tờ vai gì vua? Tờ vai gì vua? Đấy. đồ Dê đu cu. À. Đấy. vô À. Mặc dù đó là danh từ giống đực nhưng có đuôi a chúng ta biến đổi nó như một danh từ giống cái. Thế và chỉ có điều đại từ nhân đại từ sở hữu đi theo nó phải là phải ở dạng giống đực đấy. Các gia vút tờ vai vua. Dê đu cu. Đấy. Các gia vút tờ vai vua. Dê đu cu. Nó có tạc đấy. À. Vột. Thế thì như vậy vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem cái cách biến đổi của các danh từ giống đực và giống cái đi kèm với đại từ sở hữu nó biến đổi như thế nào trong câu hỏi ở cách 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện với các đại từ sở hữu mà nó không biến đổi, đó là đại từ ye vô, ye yo đấy và if. Hiểu À, if. Đó là những cái đại từ nó không biến đổi. Chúng ta xác định nó là đại từ không biến đổi. Bây giờ bác hỏi giúp em một câu là bố của cậu bố của anh ấy tên là gì? Bố của anh ấy tên là gì? Bố của anh ấy là gì ạ? Yevo pa các pa đấy. Yevo pa pa là bố của anh ấy đấy. Bây giờ các nó gia vụt các gia vút yavo papu Yevo pa pu. À papu đúng rồi. Các gia vút Yevo pa pu đấy. Đấy bây giờ papu bác hỏi giúp em một câu là mẹ của cô ấy tên là gì? Mẹ của các cô gia ấy. vụt yêu má mù Các gia vút yếu mà một đà đúng rồi nhớ đấy. mà mù À thế bây các giờ gia vụt yếu mà mù chúng ta sẽ hỏi là chị gái của
Họ tên là gì? Chị gái của họ. Các giờ Ich ít sistru đấy. Các giờ vút sistru ich à sistru. sistru đánh Ich số ít sistru đấy. sistru Ich sistru sistru đấy. yes Các giờ sistru vút ich sistru. các giờ vút ich Ich sistru sistru đấy. Ta хорошо. Thế vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem cái cách biến đổi của các danh từ khi mà chúng ta đưa nó vào trong câu hỏi mà đòi hỏi câu hỏi ở cách 4 đấy. Đòi hỏi bổ ngữ ở cách 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cũng ở dạng cách 4 nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng với động từ. Chúng ta sẽ sử dụng với động từ. Động từ thì chúng ta phải yêu cầu là động từ đòi hỏi bổ ngữ cách 4. Muốn thế chúng ta sẽ sử dụng động từ vidět. Vidět. Vidět là nhìn thấy. Động từ vidět chia ở nhóm 2 và trả lời cho câu hỏi kavo. Kavo. Kavo có nghĩa là chúng ta biết rằng đó là cách 4 rồi đúng không? Kavo và Đã, cà sto. Đấy, kavo, sto. Đấy. phô. Là. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ vidět. Vidět là nhìn thấy. Ya Ví dụ. ya vidžu đấy ya Ví vidžu dụ. tươi tươi Từ ví dụ. tươi vidish đấy tươi À, vidish đấy ví bởi dụ. vì sao đây À, nó là ví dụ. nhóm 2 ạ? Đây Đúng là rồi, đúng động rồi. từ chia ở nhóm 2 đấy. Nhóm 2, đúng rồi. Ví Động từ dụ. Ví nếu động từ chia ở nhóm 2 dụ. thì cái ngôi thứ hai này sẽ là is. It's Đúng không? Cái ngôi thứ hai thì sẽ là is. finished. Đấy đấy đấy. Đấy, on lẽ dĩ nhiên lúc đó là gì? On On vidit. Đúng không? On vidit. visit. On vidit đấy. Visit. On vidit Visit. là đều là âm i đúng không? Đều là âm Vào i. on Bởi visit. vì nó là ngôi ở chia ở nhóm 2 mà. Nhóm Ngôi 2, nhóm động 2. từ chia ở nhóm 2 sẽ có đuôi i. I Yes. đấy. Động từ chia ở nhóm 1 sẽ có đuôi ye. Đuôi ye. Yeah, Ta ví dụ đa từ tươi visit. vidis on vidit Visit đấy. on On visit. vidit. Mười Mười visit. mười ví điểm Visit. với vị trí chế đấy Vi anh Visa. nhỉ vì đấy anh nhỉ vì Visa, đấy anh nhỉ nếu Visa. như động từ chia ở nhóm 2 thì cái ngôi anh nhỉ sẽ có Yut. đuôi at hoặc là đuôi dạ đấy Yeah. đó at hoặc là đuôi dạ đó nhớ là như Yeah. vậy đấy đây là ba cái Yeah. đặc thù của hai cái đặc thù của động từ chia ở nhóm 2. Động từ nếu chia ở nhóm 2 thì ngôi tươi sẽ có y đấy và ngôi anh y sẽ có a hoặc là dạ a hoặc nhạc đấy đó thế vậy thì ở đây chúng ta đã chia xong động từ vi điện bây giờ chúng ta sẽ sử dụng từ vi điện này để đưa vào trong câu với các danh từ làm bổ ngữ ở cách 4 đấy thế bây giờ bác dịch em giúp em một câu là tớ nhìn thấy bố cậu ở Dạ, ngoài ví sân dụ. ga ở ngoài sân ga Dạ, ví dụ. Ya viju, Vài ở bộ. ya viju, tvoyego Vài ở vo bộ. at Asa. atsa đấy. Ngoài sân ga Asa. là gì ạ? Na vakazan. Na vakzalie Dạ, đấy. Na vakazan. vakzalie đấy. Kazan. Đó. Na Na vakzalie vakazan. đấy. Na vakzalie. Đó là trí nhớ của bác rất tốt đấy. Rất tốt là gì? Dạ. Đây là sử dụng ở cách 6 phải không ạ? Sử dụng cách 6 đấy. Đó. Dạ. Đấy, trên thực tế là gì? Là em muốn đưa cái trình độ nó nâng cao lên một chút. Nhưng mà bác lại sợ rằng là là không theo được đúng không ạ? Thế cho Không nên không là sao, cứ thế này là tốt đấy, thế chúng này là ta cứ vừa gửi đi lại mà theo cái mức vừa mở rộng thêm mà, thế thế vâng này là ạ. được thầy ạ. Cái mức này là mức là chúng ta vừa ôn tập lại và chúng Đúng ta rồi, vừa mở rộng ra đấy. đúng đấy, À, đúng yeah, ví dụ tôi vô Atsana Vakzale đấy. Tạ, bác dịch giúp em một câu là tớ nhìn thấy bố cậu với mẹ cậu ở trường học. rồi. Và Yeah, ví ví dụ. dụ tôi vài vụ Tvoyego vo atsa Asa. atsa đấy cùng với mẹ của cậu cùng với mẹ Y của cậu phải sử dụng tức giấy từ là s đấy sờ sờ đà sờ s sờ cách đà năm đà sở cái sờ nam ạ s sờ tờ vai tvai ơi tờ vai ơi má ma mẹ hay ma ma gì mời đúng không ạ cách ma năm phải là mời ôi ma a phải mời ôi ma đúng không mời ma mời ma mời ví dụ tvai vo atsa tvai má mới đấy tờ vai ma mới ở trường học nào школе cô liền đấy cô liền школе đấy я вижу твоего отца с твоей мамой в школе đấy đó thế đó là động từ Yeah. видеть đấy Yeah. bây giờ bác dịch cho em một câu rằng là tớ nhìn thấy người bạn trai của cậu ở trong sàn nhảy đấy đó Yeah, ví я вижу dụ vài rút rút твоего ra đi друга друга đúng rồi друга я вижу твоего друга
trong sàn Để nhảy lại là gì vừa ạ? Na Na diska chiếc kia, Disc na Disc diska chiếc kia, à diska chiếc kia, à, từ này bác quen quen thuộc rồi đúng không ạ? Na diska Và chiếc vậy kia, diska chiếc kia là cái sàn nhảy đúng không ạ? Disc Sàn nhảy đấy, à đó, na diska chiếc kia, na diska chiếc kia, à đấy. Я вижу твоего друга на дискотеке. Đấy, đó. À, bây giờ bác dịch giúp em câu là tớ nhìn thấy em gái của cậu ở ngoài chợ. Я вижу Я твою вижу систу, твою сестру. Ngoài систру chợ là ở gì ạ? đâu? Na con thứ từ Na. là bazan, À, na na bazari. Đấy, na bazari. À, na na bazari. bazar, Hoặc là gì? bazar, Hoặc là na na rừng kia. Đấy, na rừng rừng kia. Na bazari. Hoặc là rừng na nốt rừng kia. cái Đấy. À, rừng có cái là thể. từ cái từ rừng nốt sang thế, rừng nốt sang thế Rừng nè cả, vâng ạ. Rừng nè rừng thì nốt là thành rừng, rừng nốt na rừng kia. Đấy, na na rừng kia. rừng kia Я вижу твою сестру. na Твою bay сестру. xà На базаре, hoặc là на rìa рынке. Đấy, на na рынке. rừng kia À, на nhầm базаре, hoặc là на рынке. Đấy, ta хорошо. Tớ nhìn thấy đứa con gái của cậu ở trên phố. Я Я вижу вижу твою. твою Đó, дочку. Дочку, дочку да, trên phố ạ. на улице На улице. улице À, на улице улице, на đấy. улице Я вижу твою дочку на улице, đấy. улице À, thế bây giờ bác dịch cho em câu là tôi không muốn нhìn thấy cô ở trong cái nhà này nữa. Я не хочу Не видеть хочу видеть. 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 Động видеть từ nguyên thể đúng không ạ? À, тебя тебя. в этот Vết доме tâm. Vết tâm. в этом Đồ. доме Đồ mẹ. Đấy. Đấy. Я не в этом доме хочу видеть тебя в этом доме. Tôi không muốn nhìn thấy cô ở trong cái nhà này nữa đấy. в этом Hoặc доме là em không muốn nhìn thấy anh ở trong cái nhà này nữa. Tôi không muốn nhìn thấy yeah anh ở trong cái nhà này nữa. Cũng là như vậy đấy. Я не yeah хочу видеть тебя в этом доме. Đấy. Đó. À. Так. À thế bây giờ bác dịch cho em một câu nó cũng vui vui đấy. Chúng ta không thể sống trong một nhà. mưa Đã. mưa Mới. nhà nhà mốt nhà mốt Nhi mô rem. nhà mô rem Đã. Rứt. rứt Rứt. Nhi rứt mô rem. Sau sau nguyên mô thể rem thì là để động từ nguyên thể. rứt Mới nhi rứt mô rem rứt. trong một nhà À vâng ạ. Vâng. vừa ăn nôm Ad nôm. vừa ăn nôm đố mẹ Đồ mẹ đấy. À thì đây nó là câu dịch. Đây. Đây nó là câu dịch của người học tiếng Nga dịch sang tiếng Nga. À bác ạ, đấy. À câu này hoàn toàn đúng về ngữ pháp. Hoàn toàn đúng về ngữ pháp. Nhưng mà lại không đúng về văn phong, tức là người Nga người ta không nói như vậy. À phải không ạ? Mà người Nga người ta nói ngắn gọn hơn và nó nghe nó đanh thép hơn, đấy. Nam nhi Nam rực. nhà nắp đấy, Nam Nam nhà nhi nắp rực, rồi, không ạ? À? Nam nhà nhi rực, rực. Nam nhà rực. Nam nhi rực. À, bác thấy không ạ? Nam nhi rực. Pot at noi Nói. krushai. Nam nhi rực pot at noi krushai. À cái câu này, nghe cái câu này nó rất là đanh thép và nó rất là kiên quyết đó. Tức là chúng ta không thể sống dưới một mái nhà được. Đấy. Đó. Thế vậy thì à, cái câu ở trong tiếng Việt là gì? Câu trong tiếng Việt đây là chúng ta dịch thôi đấy. Mình như một rất vắt nôn đổ mẹ Thế đấy. dùng cái từ À. nhé Nam nhân nát đều đồng thời À, ở đây nó bỏ cái từ đó. à bỏ Nó bỏ trống, bỏ trống ạ. à Nó đúng bỏ rồi thì trống nó hoặc có là à, nam nhiên nhiên thực chất đây nó có cái từ nhiên giả đấy. Nó có cái từ nhiên ra là nhiên không nên nhiên giả, nhiên ra là vâng ạ. không nên Nhiên nhiên giả gì à à, là nhiên không gì à thể là đúng không? không thể Nam không nên không nam thể nhiên nhiên giả đấy. À, nhiên là nam nhiên làm gia nhiên rứt, gì à nam nhiên gia rứt đúng không ạ? À, nam nhiên nè gia rứt. Thế nhưng mà gì, nó bỏ qua cái từ này đi thì nó lập tức nó tăng cái tính, gọi là tính kiên quyết lên ở trong cái câu đấy, ở trong cái ngữ nghĩa của câu. Nam nhiên rứt đấy. Nam sta bồi, có thể là nam sta bồi đấy. Nam sta bồi nhiên rứt pot at noi krushai đấy. Ta bôi là Nam cùng sta nhau bồi hay nhiên không rứt ạ? pot at noi krushai. À đúng ạ. Ta bôi là cùng nhau hay không ạ? À đúng ạ, tức là gì ạ? Ta bôi, nam À, ta tôi bôi với anh nhau không thể rực. sống chung dưới một mái nhà được đấy. Đó, đấy. Yeah. À đúng ạ. Hạt Thế vậy nôi. thì chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Rư Là sĩ. à, cái người mà dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga, mà học để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga không thể nói được cái câu này. Đấy, đúng không ạ?
À, không thể nói được câu này bởi vì sao? Cái câu này nó phải từ cái thực tế, từ cái thực hành ngôn ngữ mà ra, chứ không 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 ai có thể dịch được nữa. À, bởi vì Cái sao? này Nếu là mà cách nói của người Nga, còn cái vâng câu ạ, mà mưa nhe mô rem là và cách nói của người Việt à đúng người rồi, Việt tức nói là tiếng không phải, Nga. nó là cái cách dịch, cái cách của cái người học ngoại ngữ và dịch từ tiếng mẹ đẻ sang ạ. À, đấy đó. À thế thì à, nói về cái ngữ nghĩa nó truyền đạt ấy, thì cái câu mà chúng ta dịch như này không thể có cái tính mạnh mẽ kiên quyết và cái tính đanh thép bằng cái từ chuẩn của cái người Nga người ta nói đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì qua đây để làm gì nào? Qua đây để chúng ta nhắc Dưới nhắc lại là gì? thật Hay nổ là chúng ta khẳng định lại là gì cư nào? sĩ Việc học một ngôn ngữ nó không phải là học từ, học ngữ pháp rồi sau đó ghép vào thành câu. Mà việc học một ngôn ngữ đó là việc học những cấu trúc câu tương đương từ trong hai ngôn ngữ. Phải không ạ? Mà để chúng ta dùng cái phương pháp Lego, tức là gì? Phương pháp mà là chúng ta lắp ghép. Lắp ghép là gì ạ? Trong một cái ngữ cảnh cụ thể nào đó thì người ta dùng cái câu cụ thể nào đó từ của cái ngôn ngữ đó lắp ghép vào, thì lúc đó nó mới là chuẩn, đúng chuẩn ngôn ngữ ạ. Хорошо. Thế đến đây là chúng ta hơi đi gọi là mở rộng ra một chút phải không ạ? Mở rộng ra một chút. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại. Chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại là danh từ ở trong cách 4 nó biến đổi như thế nào. À, vừa rồi chúng ta chủ yếu câu của chúng ta là gì ạ? Chủ yếu là chúng ta sử dụng các danh từ ở cách 4. À, sau khi mà chúng ta đã thực hành rồi thì đến đây chúng ta sẽ rút ra một cái kết luận là danh từ ở cách 4 nó biến đổi như thế nào. À, nhất trí chưa ạ? Đó. Thế là chúng ta sẽ có danh từ ở cách 4. Danh từ cách 4 thì nó sẽ có ở dạng là thứ nhất là dạng có kết thúc bằng một phụ âm. Ví dụ chúng ta có từ đực. Đấy, đực. Ruột. À, đó là danh từ giống đực. Đó. Dạng thứ hai là có thể kết thúc bằng một phụ âm y. À, phải không ạ? À, loại thứ ba có thể là kết thúc bằng một dấu mềm đấy. À, đó là từ u chỉ triển, Ủa u thì chỉ chị triển đấy, u chỉ triển. Đó. ạ. Đó là Mi gì? giống như từ ghe rồi vẫn thế. Ghe À, rồi đúng đúng ạ. không? Chính Ghe xác đấy rồi. ạ. Đó là từ ghe rồi đấy, ghe Ghe rồi. rồi. À, ghe rồi. À, thế đây là ba cái dạng đuôi của danh từ giống đực. Bây giờ chúng ta sẽ có dạng đuôi của danh từ giống cái. Đó là dạng đuôi kết thúc bằng đuôi a. Ví dụ chúng ta có từ mà đấy. À, dạng đuôi kết thúc bằng đuôi ia chưa trẻ. Chưa Đúng chịu. không? Thế và Chưa chịu. dạng đuôi kết thúc bằng đuôi i ia. Đuôi i ia đấy, Ý đuôi i ia đấy. Ví dụ cô Maria đấy, Maria. Maria. À đó. Và một dạng đuôi nữa là kết thúc bằng một dấu mềm đấy. Kết thúc bằng một dấu Mềm. mềm. Đó. Kết thúc một dấu mềm thì thông Yeah, thường chữ là ví dụ như Chitrat. là Chitrat. đấy là danh từ bất động vật ạ. Em đang lấy À, tất được cả vậy. những danh từ đây là À, đều danh từ chỉ động vật ạ. vật. À, chúng ta có từ À, Deutsch đấy, Deutsch, Deutsch, hoặc là chúng ta Deutsch. có từ March đấy, March. Much, Đó. yeah. À, Deutsch, Much, March. mama. Đã. Đã. Xem mình nhé. À, bất tả. Đó là các danh từ mà chỉ động vật. À, danh từ chỉ động vật ở ở cách 1 đúng không ạ? Danh từ chỉ động vật cách 1. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài cái danh từ mà chỉ bất động vật ở cách 1 mà có cái đuôi tương đương. À, ví dụ như là danh từ chỉ bất động vật giống đực. À, chúng ta có từ stone. Stone. Stone là kết thúc bằng một phụ âm. Word. Danh từ kết thúc bằng phụ âm y, chúng ta có từ muse. Muse Muse, đấy. âm nhạc à? À đó, muse đó. Thế và danh Muse. từ À phải, Muse. Muse muse, là muse là bảo nhà tàng đó, bảo viện bảo tàng ạ, tàng. viện bảo Viện tàng ạ, bảo vâng tàng, ạ, viện bảo tàng, viện viện bảo bảo tàng. tàng. Ok. À, muse là Yeah. viện bảo tàng đấy. Viện bảo Đó. tàng. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái danh từ mà kết thúc bằng một dấu mềm. Danh từ kết thúc bằng một dấu mềm mà nó là một danh từ giống đực. Không nghĩ được ngay đâu ạ. Đó. Thế chúng ta sẽ xem tiếp danh từ giống cái, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta nhớ chúng ta sẽ quay trở lại. Cái danh từ giống cái mà kết thúc bằng nguyên âm a đó là từ cờ nhí gạch đấy. Như là À thứ như đó, là cờ nhí gạch đó. À, thế danh từ giống cái có đuôi ia, có đuôi ia mà là danh từ chỉ bất động vật photographia. Photographia đấy, đó, tức là phía photographia là bức ảnh này, là một bức ảnh ạ. À, và bức ảnh bức ảnh ạ. Thế và photograph, danh từ mà giống cái mà kết thúc bằng một dấu mềm đó là gì ạ? Đó là danh từ ví dụ như là từ chiết trạch như bác vừa nói đấy, chiết trạch đấy, chiết trạch đấy, à, chiết trạch chitra là quyển vở. À, hoặc là quyển chúng ta có từ vở Plošić. Plošić chitra Plošić lô là quảng trường đó đấy.
Thế và Vâng. tiếp nữa là có danh từ giống chung thì kết thúc bằng đuôi o a cần nó đấy, và Acno. kết thúc bằng đuôi E. e có từ mô rỉ đấy, More. có More. từ nốt mô rỉ đó. Thế vậy thì trong tất cả những cái danh từ mà chỉ bất động vật này khi chuyển sang cách 4, khi chuyển sang cách 4 thì chỉ có danh từ giống cái, danh từ giống cái mà có đuôi a và ia là nó sẽ biến đổi đó. Đây em cho nó cái màu này đấy, cứ nhí ga thì sang giống cách 4 sẽ là thành cứ nhí Như gù, cũ đúng không ạ? Photographia thì photographia photograph phiêu đấy, photographia phiêu phiêu đấy. phiêu Còn chiết trạch nó không thay đổi, chitra đuôi dấu mềm không thay đổi, đúng không? plosat Đuôi dấu mềm plosat plus vẫn là plus không thay đổi đấy, yeah đó. Stone muse nó cũng không thay đổi đấy, đó. còn muốn Stone vậy muse không thay đổi, Acno mồi nó cũng không thay đổi một đó, đó. Thế thì chỗ này chúng ta còn khuyết một cái danh từ mà kết thúc bằng một phụ âm. Nếu nhớ ra thì chúng ta sẽ cùng nhau điền vào. Nhưng mà chúng ta chỉ biết một điều là gì ạ? Nó cũng không thay đổi. Đó. Tất cả những cái danh từ mà để màu đỏ này ở đây, đó là danh từ chỉ bất động vật. dấu mềm bất động vật thì hơi khó này nhỉ, hơi ít Có nhỉ, ạ, nó có đấy ạ, ít chẳng thấy ít chả, hay lắm có chẳng qua là mình chưa để ý thôi ạ. Đấy, đó, chưa để ý thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang các danh từ mà chỉ động vật. Danh từ chỉ động vật, druck, khi sang cách 4 thì nó thành gì ạ? Druck Ruga thành druga, đúng không? Ruga Geroya, đúng không? Dạ, cái rồi Đuôi dạ. đuôi y y ngắn thì nó thành gì ạ? Đúng không? Dạ, cái Uchi-chen rồi. thành là U thị Uchi-chen chen liền, lia Uchi-chen liền, lia. đúng không? Mama thì thành là gì? Má mù, Mô. má mù, đúng không? Chưa cha thì thành Chưa chiều. chưa chịu, chưa chịu đấy, chưa chịu đấy, đây là gì? Chưa chịu đấy, chưa chịu. Maria thành Mari you đấy, đó. Thế còn Dodge và Match thì nó không thay đổi, không thay đổi. Nó không thay đổi thì chúng ta chỉ có những cái danh từ này nó thay đổi, chúng ta sẽ cho nó sang màu xanh, đó, màu xanh. Đốt Dodge mặt và Match đấy, đó. Thế vậy thì qua đây chúng ta đốt thấy là gì ạ? đốt Là các danh từ ở cách 4 là danh từ chỉ người và danh từ chỉ động vật là nó thay đổi, trừ trường hợp nếu đó là một dấu mềm, đó, đó là danh từ giống cái kết thúc bằng dấu mềm thì nó sẽ không thay đổi. Bác có thể cho ví dụ là tôi rất yêu cô con gái của tôi. Tôi yêu rất yêu cô con gái của tôi. Yeah, ô ocean chỉ liu 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 đấy, liu ocean liu 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 mayu đấy, mayu 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 dodge, đột mayu dodge đó. Chúng ta biết nó không thay đổi mà, đó, đấy, nó không thay đổi cho nên chúng ta cứ mạnh dạn để vào thôi đấy. Yeah, ocean liu liu mayu dodge đấy, mayu dodge. Trong trường hợp như thế này thì thông thường người ta sẽ sử dụng là survival, survival của mình của mình, đúng survival ạ, survival của mình, đúng không? survival Svôi, survival svôi thì nó cũng biến đổi như là môi, giống đực, đúng yeah không ạ? Và survival giống cái môi, svayivo hoặc là svayu đấy, svayivo, svayu đấy, đó. Và cái đại từ svôi này nó biến đổi, svôi nó biến đổi như thế nào đấy? Svôi, svayivo Sợi, đấy, sợi vô svayu đấy, và Sợi svay, vô svayik, Và svayik là số nhiều đấy, đó. Thế thì trong cái bài này là chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện toàn bộ về cái kiến thức ở cách 4 đấy, về danh từ và đại Đại từ thực sở hữu đó. sở Thế bây hữu giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang một cái phần nữa của cách 4, đó là tính từ ở cách 4 nó như thế nào đấy. Đó. Tính từ cách 4 chúng ta sẽ cùng nhau tạ lấy một cái bảng trắng đấy, tạ nó có tạ ở đây chúng ta sẽ chọn xuống đây, chọn xuống đây đó. Chúng ta có một bảng trắng như này. Trước hết chúng ta biết rằng là tính từ ở trong tiếng Nga gồm có ba dạng đuôi, đó là dạng đuôi ươi, Ôi dạng đuôi ôi Ôi và và dạng đuôi y y, Y đúng không? Y y nó chỉ có ba dạng đuôi thôi Y đấy. Cái dạng đuôi y y này thì nó lại chia làm hai dạng đấy, hai dạng đuôi, có đuôi k y y đấy, một dạng thứ nhất là k y Thì y đấy, dạng thứ hai là gồm có các đuôi y y đấy, Xì đấy, Xì đã y y đấy, ch Thì ch y đấy,
À đó, chỉ đấy, đó. Thế Chỉ và có thể là gì nữa? À, có thể là nhỉ. ở cái dạng gì nữa? Là và r đấy, r i i đấy. À, ví dụ như vậy. À, thế cái dạng đuôi i i này, à, dạng đuôi i thì chúng ta có thể cho cái này xuống đấy, à, cho cái này xuống cho nó dễ, đó, dễ hiểu. À, thế và nó có thể là ca hoặc là có thể là khở đấy, có thể là khở i Thì đấy, ví dụ đó. như chi khí, chi À, khí, đúng đúng đấy, đó. Thế chi bây giờ khí. cái từ đuôi i i thì là gì nào? Đuôi i i. À, đấy, đuôi i chúng ta lấy ví dụ gì Grati. nào? À, kratki đấy, à, Yeah, kratki, đó là lấy theo ý của bác thôi đấy. Đó, chi khí, kratki. à, vâng, à, bác cứ nói thì là em cho đấy, Yeah. à, em cho đúng cái câu của bác luôn đấy. À, đây là gì nào? Chi khí đúng không ạ? Chi khí, Chi chi khí đúng không? À, là khí. chi, Kharoshi, à, kharoshi, kharoshi kharoshi. đúng không? Đó, đó Yeah. là kharoshi, kharoshi đấy, Kharoshi, kharoshi kharoshi đấy. Đuôi chi là này, bộ trong là một đuôi chi này, kharoshi. à, đuôi chi này. Đuôi chi này. Ôi, lâu rồi không nhớ được cái đuôi À, này. cái từ này thực chất là hơi khó một tí cho nên không phải nhớ được ngay đâu ạ. Đó là từ Maguchi đấy, Maguchi. Maguchi là vĩ đại đấy, à đấy, à, Maguchi, vĩ đại, như à, Maguchi, thế. à, đúng không? Maguchi, Maguchayastrana đấy, à, một đất nước vĩ đại đấy, à, đó. Một nước hùng mạnh. Valenti Maguchi là có thể là hùng mạnh đấy. À, hùng mạnh, hùng ji dương. ji là gì ạ? Si Pa và ho, pa ho ji, đúng không? Pa ho ji. Phật Hồ Chí, Phật Hồ Đó, Chí. đúng không? À, thế bây giờ chúng ta sẽ đây là những cái đuôi ii nó có một số cái đặc trưng như thế này đấy, số đặc trưng. Yeah. Bởi vì sao là đối với các danh từ mà đuôi ư này nó rất dễ biến đổi đấy, dễ biến đổi. À, đuôi ư thì là gì? À, đuôi ư thì nó giống được rồi, đuôi aya là giống cái đúng không ạ? À, aya là giống cái, à, Hay đúng không? á. Và đuôi ư ie là số nhiều đúng không? Ui à, Ư số ie là nhiều. số nhiều đấy, đó. Thế đuôi ô thì sao ạ? Đuôi ôi này cũng tương tự như vậy, đuôi ôi này cũng là có thể là đuôi aya đấy, à, Hay đúng không á. ạ? Và gì, à, số nhiều, à, số nhiều, ví dụ như là plakhoi, à, Là plakhoi, khi à, à. galuboy đấy, galuboy, Cái lúc galuboy người. thì nó có Cái thể lúc là người. sẽ có đuôi gì ạ? Đuôi ư, Ui à, à. ư đấy, ư, Ui à. và nó cũng có thể có đuôi là y đấy, có thể đuôi Yeah. y, nếu Và mà đứng trước nó là một cái âm khờ chẳng hạn thì nó sẽ là ư, Croatia. à đấy, à đấy, à, đó. Ở đây là À, mình tính Palakia, là cái Palakia, đuôi tôi thấy là đuôi dạng Palakia. ôi ạ, à, đấy, đuôi dạng À, ôi. À đấy, Palakia. đấy 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 đấy. Yeah. Đó. Thế giờ ở trong trường hợp là Kratki, à, giống cái sẽ là gì Krat. ạ? À? Kratkaya đấy. Krat Kratkaya, chi khi này, chi Kaya. khaya. Chi khaya Krat. đấy, chi khaya. À đúng ạ. Đấy. Kaya. Đó. Karoshi thì nó thành là Kaya. Karoshaya. À, Karoshaya. Đó. Maguchi. À, Maguchaya. Maguchaya đấy, Maguchaya. Kaya. À đúng ạ. Maguchaya chúng ta phải viết chặt chaya, Maguchaya đấy. Kaya À, Maguchaya. Pakhoji, Pakhoraya đấy, Khosaya. Pakhoraya Khosaya. đấy, đó. À, Yeah. thế thì trong cái những cái trường hợp như thế này, à, nếu mà sang cách 4, à, chúng ta biết rằng nếu sang cách 4 mà là danh từ chỉ bất động vật thì nó sẽ không biến đổi, nó vẫn giống như cách 1, trừ trường hợp đó là danh từ giống cái, đúng không ạ? À, đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ chỉ biến là gì? À, đối với các danh từ chỉ bất động vật chúng ta biến danh từ giống cái. Danh từ giống cái, à, ở đây, à, Kratkaya thì Kratkuyu phải không ạ? Kratkuyu, Krakuyu. à đúng không? Kratkuyu, Kratkaya thì Kratkuyu đấy, đó. À, chi khaya thì gì ạ? Chi 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 khuyu. khuyu đấy, chi Chi khuyu đấy, khuyu. chi Chi khuyu đấy, khuyu. chi Chi khuyu yutsu khuyu. đấy, nó chi Chi khuyu khuyu. yutsu đấy. À, Shaya, Kharoshaya, Kharoshuyu đấy, Sayu. Krakuyu. Kharoshuyu đấy, Kharoshuyu. Krakuyu. À, Krakuyu. Maguchaya, Maguchuyu. Maguchuyu đấy, Chuyu. Maguchuyu đấy, Uyu. Đuôi Maguchuyu uyu. đuôi uyu đấy, à đó, Yeah, phải à đúng uyu. không? Thế và gì? À, Pakhoraya, Pakhor ruyu. à, Pakhoruyu đấy, Pakhoruyu, tạ, à, tạ, Pakhor anh viết này đấy, ruyu. Pakhoruyu đấy, Khoruyu. Pakhoruyu, Pakhoruyu, nó chỉ bẻ, à, Pakhoruyu, nó chỉ bẻ, ví dụ vậy đấy, đó. Thế bây Yeah. giờ với cái danh từ giống đực, cái danh từ giống đực mà chỉ động vật thì nó sẽ biến đổi như thế nào? Đấy. À đấy. Danh từ giống đực mà đuôi ươi, à, khi khi sang cách 4 nó sẽ là như nào? À, Ra cái gì vậy? ovo Ra đấy, à, ovo nó sang Krasivoy. ovo đấy, à đấy, novi novova phải không ạ? Novel. Novi novova Over. đấy, à, giống Novel. cái thành gì ạ? À, giống cái thành À. uyu, Uyu. uyu đấy, à, số nhiều thành gì ạ? À, thành ư, Ức. ư, Ức. ư, số nhiều thành ư đấy, số nhiều thành ư. Ức.
À, bất tạc bất đá. À thế bây giờ đuôi ôi, Rồi. đuôi ôi cũng tương tự như vậy thôi đấy. Đuôi Ừ. ôi, đuôi ôi thì nó tương tự như vậy. Đuôi ôi thì sang Rồi. sang đuôi ôi mà sang giống đực Over. thì là gì? Ovo, ovo Over. đấy, ovo. Over. À đấy, à, sang giống Uyu. cái thì cũng là uyu đấy, Uyu uyu. và Và ức. sang số nhiều thì là gì ạ? Cũng là Là thành ức. ư đấy. Nó rất giống như là cái đuôi ư, đuôi ôi, ôi ư giống nhau đấy. Đúng rồi, À đó, đội là giống nhau. vâng ạ, đó. Thế vậy thì Rồi. qua đấy thì chúng ta thấy là gì nào? À, qua đấy chúng ta thấy là cái cách biến đổi của nó đấy, cách biến đổi của nó. Thì ở đây chúng ta còn thiếu giống giống đực đúng Mình không? Kratky, Kratky, Kratky sang đứng giống đực là Kratkova, Kratkova cắt cửa đúng không? Kratkova, à vâng đúng không? Đó. À, chi khi, chỉ chi khờ chi khờ đấy, chỉ chi khờ 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 chi khờ. À đó, chi khi chi khờ đấy. À bây giờ giống được Kharoshi, Kharoshi, Kharosheva Kharoshi, Kharosheva đấy, Kharo, Kharosheva Sheva Sheva, Kharosheva. Đó nó đặc biệt ở chỗ đó. À nó có cái đuôi sờ chờ r này là như vậy vâng ạ. À, Maguchi, Maguchi đấy, Magucheva Maguchi Cheva đấy, đó. Thế và và Pakho, Pakhoji, Pakhoseva Pakhojeva, Pakhojeva Pakhoreva đấy. Pakhoreva À Pakhojeva đó. rồi Đó. À đó, đại khái là như vậy. À, vâng ạ, vâng. À, đấy là. Vâng ạ, cái này cho điều hòa đấy ạ. Vâng, tốt đấy ạ. Vâng, để cho điều hòa, vâng. đấy đấy À, thế thì như vậy là bài ngày hôm nay của chúng ta là chúng ta đã cùng tham khảo cách 4 đúng không ạ? Tham khảo cách 4. Tổng kết lại cái kiến thức cách 4 để cho bác có một cái định hướng khi mà chúng ta nói hoặc viết thì chúng ta sẽ có cái định hướng để chúng ta không bị viết sai, nói sai phải không ạ? À, để có thể tạo nó thành cái kỹ năng lẽ dĩ nhiên chúng ta còn phải luyện tập. Cho nên là cái phần luyện tập chúng ta sẽ dành cho bài ngày hôm sau phải không ạ? Bài ngày hôm sau chúng ta sẽ ôn cách 4 trước khi đi vào một cái cách khác đúng không? Thông thường người ta học cách 4 trước, sau đó người ta học cách 6, xong quay trở lại cách 5 hoặc là cách 3 đó. Và cuối cùng thì người ta học cách 2 đấy, cách 2 là người ta học cuối cùng. hai hai cách này, cái 4 và cái 6 là sử dụng nhiều nhất rồi nhỉ. Vâng ạ, cách 4 cách 6 thì thực chất ra thì nó dễ hiểu Vâng. và nó đơn giản thì người ta sử Là dụng những dễ cái cách đó sử nhiều dụng hơn nhiều đấy. nhất, sử dụng À nhiều đó. À thế thì bài học của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn bác và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào trong buổi học ngày hôm sau. vâng. Và Cái mọi này cứ mở video nghe thầy nói nhiều lần là cũng thuộc, cái này dễ thuộc này, vâng ạ, vâng ạ. bởi vì xưa học rồi, bây giờ mình chỉ nhớ lại thôi. Vâng ạ, đúng ạ. vâng Trí nhớ của bác rất là tốt, tất nhiên là không sử dụng thì nó sẽ có sự lẫn đó, sự lẫn vâng rồi đặc biệt là cái lẫn ở trong cách đó là cái lỗi sai phổ biến nhất của người Việt Nam khi mà người ta nói. Một trong những cái lỗi sai cơ bản nhất đó là biến đổi cách, cái lỗi sai cơ bản thứ hai đó là biến đổi chia động từ đấy, chia động từ đó. Đó, thế cho nên là chúng ta sẽ bắt buộc là gì, chúng ta sẽ phải ôn lại theo đúng như bác nói là gì, về cơ bản đó là các kiến thức về đấy. cách, sau đó là sẽ Vâng. kiến thức về về chia động từ song song, Chế độ đi song từ. song đúng không? Đúng rồi. Hoàn thiện được hai cái đó, lúc lúc đó chúng ta có thể đi vào tiến hành là nói giao tiếp thường Hai thường ngày được phải không ạ? cái. Vâng, bởi vì là tiếng Nga mở một câu ra là phải chia động từ, là phải cách này cách kia rồi mà. Những cái Vâng này ạ, mà không đúng ạ, thạo là mình không nói vâng vâng được. vâng ạ, Vâng. vâng. Thế Vâng. chào bác ạ, kính chúc bác mạnh Vâng. khỏe nhé. Thế Vâng. và Desida nhé, Desida nhậu. Passmatri video e passlu patom đấy. Em sẽ làm xong Nè. 11 giờ. Xong 11 giờ thì là em sẽ dạy xong các bạn, thì lúc đó em sẽ gửi video cho tất cả mọi người Nè. Trem lúc sẽ trem khu sẽ. ạ. Có đúng Chem đây. chem lúc sẽ Trem lúc sẽ trem khu sẽ. chem lúc sẽ chem khu rồi. Càng sớm càng tốt đấy. Thế là Trem lúc sẽ chem trem khu rán sẽ. sẻ, phải là chem À rán trem sẻ. rán sẽ, sorry sorry, Chem trem rán lúc sẻ, càng nhiều. chem lụt sẻ. Trem rán, trem Chem rán rán sẽ sẽ. chem lụt sẻ. Rán sẽ là ra từ chữ ran nuôi đấy này. Vâng, ran ở ạ, Dạ, ran ở ạ. ran Vâng, này, ran. thế cảm ơn bác và chào bác ạ. Thank you. Được xin đại nhỉ.